Đánh bom khủng bố khiến nhiều người bị thương vong tại Syria. Ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng và nhiều người khác hiện đang bị thương tích nghiêm trọng sau khi một quả bom bất ngờ phát nổ tại thành phố Al-Bad của Syria vào ngày thứ Ba 24 tháng 11. Đài quan sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc viết tắt là SOHR vào cùng ngày đã phát hành một đoạn video quay lại cảnh tượng nhiều xe cứu thương được gửi tới khu vực bị tấn công đẫm máu để đưa các nạn nhân vào điều trị bên trong các bệnh viện địa phương. Do vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát nên con số thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang. Nhiều tòa nhà và tư gia gần đó đã bị lửa thiêu cháy khiến cho khói đen nghi ngút bốc cao lên trời, đồng thời làm thêm 19 người khác bị thương.